Ngày mai, mùng 5 tháng 9, hơn 20 triệu học sinh trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới 2016-2017. Con đường tới trường của nhiều học sinh vẫn còn không ít trắc trở. Kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin tối chủ nhật mùng 4 tháng 9 năm 2016 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.